năng giảm các bạn 2 triệu là một cái đôi loa siêu khủng long JBL S3500, giá gốc của nó là 44, nên mình giảm còn 42 nha. Cặp loa quá khủng luôn, với cái thiết kế cực kỳ ngầu, sang trọng, đẳng cấp, mang giá nhất của những dòng loa như là S3900, S4700 với cái thiết kế. Đây là dòng mà high end nha. S4 3500 được cái thùng rất là to, hai loa bass 25, một loa test còi họng còi rất là to, và cái thùng của nó màu vàng rất là đẹp, gỗ lạng nha. Được sản xuất từ năm 2000 tới năm 2010. Đây là dòng loa bán chạy nhất của cái phân khúc mà dưới 100 triệu của hãng, và cái chiều cao của nó lên đến 1m093, chiều ngang 41 và chiều sâu là 49,5, nặng 51kg mỗi loa, công suất 200W, trở kháng 6 ohm và độ nhạy là 93 dB. Nếu mà để đi sau kè với những dòng cùng có phân khúc giá như là BNW 703 thì cặp này tiếng bán nó hay hơn nhiều. Tính ra BNW 703 bây giờ nó cũng khoảng hơn 50, thì nó vẫn hơn cái phân khúc giá một xíu, nhưng mà về cái tiếng bass thì không bằng cái cặp này. Còn về tiếng trep dạy cao á, thì cặp này nó là sở hữu cho mình một cái họng còi to đó, rất là to, nên cái tiếng trep thì chúng ta khỏi lo rồi, rất là chi tiết mượt mà. Thùng của nó thì phải nói là đẹp tuyệt vời, và các bạn lưu ý là thùng này nguyên mộc nè, không có phải sờ bạ hay mong má gì. Chúng ta nhìn cái vân gỗ này là chúng ta biết những cái đường vân gỗ của dòng S3500 nó không to như những cái vân gỗ của các cái dòng như là 2004 hoặc là các cái dòng JBL 4312A hoặc là những cái dòng mà kiểu như dòng kiệm âm. Cái này là vân gỗ này, vân gỗ nhỏ này, chúng ta thấy như dòng 2004 cái vân gỗ lớn đó, như này vân gỗ nhỏ. Vân gỗ nhỏ nhìn nó rất là đẹp và nó sẽ đều, còn vân gỗ lớn thì thường hai loa nó cũng sẽ có sự không đều. Bát và còn rất là đẹp nha, màng là không có bị cấn rầy gì đâu. Đây là cặp loa đẳng cấp mà đáng để chơi, đáng để sở hữu. Nếu như những ai mà đang có những cái âm ly như là đề nồng 2000, 2 la mã, 3 la mã, 4 la mã hoặc là S10 trở lên, hoặc là các dòng âm ly Marantz 13, 14, 15 hoặc là những bộ rè bao, thì kéo cặp này rất là vô tư. Độ nhạy nó cao nên nó cũng rất là dễ ghép âm ly, và mình cũng đã từng ghép với âm ly đèn cực kỳ hay. Lỗ thông hơi nằm ở phía sau lỗ thông hơi nằm ở phía sau. Chó xe ray liền kề 427 và 428. Loa này là được lắp ráp tại Nhật Bản nha. Đây, cái lỗ thông hơi rất là to. Cầu nổi này, cầu bị quay nè, cầu bị quay ring luôn nha. Miếng này rất là dày. Rồi, bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình. Đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhất đến từ kênh của mình. Bên mình có bán USB chép sẵn các loại nhạc chất lượng cao. Loại 128GB là 800.000, còn loại 1000GB là 2.500.000. USB nhạc Bolero trữ tình 128GB, nhạc Việt acoustic. Còn USB 1000GB thì cũng sẽ có nhạc Việt, nhưng mà nó sẽ nhiều hơn, và sẽ có thêm nhạc DSD, nhạc quốc tế này nha. E can của loa thì đây, nó sử dụng cho mỗi loa là hai cái e can như là hai loa là 4 e can nha. E can rất là đẹp này, không có bị gãy chốt nào nha, đó, quá đẹp luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức chất âm của đôi S3500 này với mức giá giảm 2 triệu còn 42 triệu nha. Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung, miền Thủy Dương.
say. Quê hương tôi ấp ủ Trường Sơn, quê hương tôi là đây nước chảy xuôi nguồn, sông cát dài biển xanh Thái Bình. Đêm trăng cao tiếng hò à ơi, lời mẹ ru trẻ thơ giấc ngủ hiền ngoan, và trai gái quê gửi lời chân tình. Qua bao nhiêu tuổi đời nhà hiên, quê hương tôi tà tơi khói lửa điêu tàn, thôn xóm làng ngập ngỡ lầm dừa uốn quanh, ta sức trai đem cánh tay vẫy vùng ngày mai. Người đi đem dân ca tiếng hò, tiếng hò miền Trung về miền. Mẹ Việt ơi, từ nay hiến trọn đời trai theo bước chân những người qua rồi. Ta thương yêu đất mẹ mà thôi, quê hương ơi, dù sinh tháng gửi cho người trong tiếng cười giọng khóc đầy vơi. Chân những người qua rồi, ta thương yêu đất mẹ mà thôi, quê hương ơi, dù sinh tháng gửi cho người trong tiếng cười giọng khóc đầy vơi. Cho người trong
khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi ta xin chào biết, khi tình yêu chắp cánh bay đi. Oh!